Đây. Các bạn, hôm nay mình đi trải nghiệm rà cá nha các bạn. Rà cá mùa nắng. Rồi đi nha. Rồi mình đi theo cái anh nha. Cái anh rà. Cái gì vậy? Đây cá phi. Cá rô phi phải không? Ý ý. Nhiều lắm à. Ê, trời ơi, cá chạy đụng nước luôn á. Rô phi hả? Bình yếu quá không? Khỏe mà tao lụm cái kìa. Kìa. Trời ơi, cá bự vậy mà chạy luôn. Kìa kìa. Kìa kìa, dính rồi, dính dính kìa. Rồi hả, 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 giật ạ. Đâu? Đây. Ồ, dính được cá rô phi nha các bạn. Bắt được cá rô phi rồi. Quay ngang quá sao. Rồi, ok, ok, ok. Ăn liền ít quá rô phi, ăn liền ít quá mà. Vô khu này có tin gì không? Cái rô phi không. Nhảy dây mà không. Nhảy nhảy con nữa kìa. Có cái sặc luôn kìa, sang lộng luôn. Chính không? Cá sặc. Gì? Nó nói cá sặc thiệt. Trời ơi, bỏ dép trên kia đi. Trời nghe này lúng. Nặng điện quá, cái rô phi nặng điện quá. Cái gì? Cái gì vậy? Nào, lại xuống à. Cái chốt này mà chín cái là sức nhức lắm nha. Cái nó nhảy. Cá nhỏ. Con cá rô phi nó bự bự, cái cá dưa hồng này nó không lên nè. Cá nó bún nữa đây các bạn. Cá chích nó nhảy lên bờ luôn kìa. Khô mỏ luôn, chu mỏ luôn.
Ủa cái gì? Cắt. Rồi quay chỗ nó nhảy kìa. Bình này phải sạc nhiều kìa. Bình 24 rồi mới được. Bình 24 rồi rinh ná thở luôn á. Cặp cốc khí là xong luôn á. Cá nó nhảy qua nhảy lại rồi, cái Luffy nó nặng điện quá. Đó. Màu mạnh quá, nó bơi hết rồi. Màu quá. Màu tính điện quá. Con bự quá. Nhưng mà này bự so với bự ruộng thôi nha các bạn, chứ phải cá Luffy nuôi nha các bạn. Đó đó, cá gì kìa. Cá gì ngay đó là bự lắm á. Đi. Luffy luôn. Coi chừng dính vô giò nha. Chết không? Mồi nhẹ thôi để nó đụng nước á. Lấm ba con cá sặc. Về kho tiêu. Đây. Cá sặc nhỏ quá, chắc này về kho tiêu thôi. Vâng. Lấy giùm nha. Bữa nay ba anh em thu hoạch cá gần ok đó nhiều rồi. Ôi trời. Dính luôn hả? Đạp nó luôn hả? Ô, gì hả? Đúng rồi, nó chân nằm luôn. Cái lục kiến hả? Có cái rô. Rồi. Sang bỏ đó rồi sang. Cá nó giọt hay mơ vậy. Mà chích nó không mang điện. Nè đây con, nè. Thấy không? À đó. Trời ơi. Cá nó quay mồng mồng á. Chốt lo anh luôn nè. Bắt luôn à. Giá luôn nè. Ép nó lại. Cái chốt về mày làm muốn gì? Có tiêu. Mình từ từ ra, từ ra quá trời cái chốt. Đâu cái lăng đâu? Thấy cái lăng con không? Này cái chốt hả? Chốt. Mình trong trong ốc đó. Ê, đứng trắng rồi, trắng trắng kia nó tay ra nhẹ nhẹ nó đụng à. Trong tâm con nào mấy cũng bầm mút.
thấy ha. Lũi vô đâu mình thấy cái là biết liền. Này cái trắng cá rô này Sang ơi. Ba con nè. Chà, cá này ngon nè. Ngon á. Cái này về kho tiêu là đúng dách luôn á. Thấy hả? Nay đi bắt mà cá nhỏ nhiều quá. Cá nhỏ sảy luôn ha, nằm dưới rồi. Không lâu được con giải bự mất tiêu. Đây, bây giờ là chị chụp khác. Rồi, coi cái bác kia. Mạnh điện mà. Bình yếu coi như xong, không bắt được. Nó nhảy giống vô phi quá mà. Mày nhẹ thôi chứ để nó bơi nước á. Này vô phi. Trời ơi. Dây mà nó còn. Thấy luôn hả?
Nè đây nè, rồi dưới chừng nổi cái rắn đẹp ghê nè. Còn hai ba con nữa. Cái đồng kìa. Nay mùa nắng nên ruộng nó khô hết các bạn. Vậy mà đi được đám ruộng bào. Có con đĩa nào không? Nửa ký hả? Lắm à. Nè. Đây không? Không. Để gần hết xét. Rồi. Bữa nay là hai anh em tôi đi gà. Đi ra kiếm cá. Kiếm cá. Nếu anh em thích like giùm nha. Cảm ơn. Có gì tao? Còn gấu, còn lát. Rồi. Cao dữ ha. Cái này dịch ta có hết dịch đây không? Không, nay nước dơ quá, mình không có ngốc. Gì đó? Nó đâu phải nó đi quay bằng điện thoại, nó không quay bằng camera hành trình. Đâu có. Camera có thể nhớ á. Rồi dính rồi đó, con nó dính rồi đó. Kẹp vào luôn hả? Cái gì? Cali. Thì mình băng vô giường dưới nha các bạn. Giường dưới mà đây cỏ thì cao bằng đầu luôn á. Cái này nước cái không có bùn mà nó còn cứng ngắc ta. Dịch lội riết hay sao? Ốc phải xem. Nó vừa dột cả vậy. Cái sao giờ? Sao không? Nè, cái khủng này này ơi. Cầm lên coi nha Sang. Nghe lùm dưới không á? Cái tàu. Này giống như dạng cá lóc rồi các bạn.
mới đừng có này á. Nhiều con chứ còn con còn nữa. Còn nữa. Có nướng à, con nướng à. Con à. Lóc vẫn nhẹ. Ừ. Có. Dải nào trong dưới không mà. Dựng chục cá lóc cái tàu cứng nãy thì ngon. Thành quả sáng giờ nha các bạn. Bắt bắt được con cá lóc. Cá lóc. Cái bắt mèo á. Cái này phải keo của mèo không? Dứa. Cái dứa biết rồi nhưng mà ý là cá gì? Cá. Cá hả? Gì? Rắn hay cá? Ừ. Trời ơi, dính tay cho máu luôn rồi. Thành quả. Quả gì? Đạp xong nhất nhất. Trời ơi. Cái vô luôn con. Cái chốt của chốt, hai đứa nhất cho coi. Đau đầu thiệt. Mấy cái gì nhất nhất. Đạp luôn hả? Nó còn đạp con chúa. Ba cái nhỏ xíu này. Nhầm cái gì? Ủa, cái na nè. Cái na nè. Vậy, cái này 200. Đây là trái dứa, dứa này là dưới suối nha các bạn. Vậy trái cà na hả? Tao quay ra đó giờ cũng chưa biết trái cà na nè. À đúng rồi, trái cà na nè các bạn. Đây là nhỏ không ạ? Trái này, này chưa chín mà. Thế này ăn được. Ăn được hả? Này ăn nhậu được. Vậy làm cái muối á. À, cái này là trái này hả? Đó là. Bự chưa? Có 200 nữa nè. Bây giờ là tiếp tục tấn công vô khu rừng dứa. Đạp cái chốt nữa. Đạp cái chốt đi. Dính chết rồi phải không? Chết rồi phải không? Mắc luôn rồi. Đây nè, không có tép của tôm gì bún ha. Dịch ăn chắc hết luôn rồi. Bị lạc. Ở đây có dịch con nha các bạn. Cái dịch con cũng đi ăn vòng xung quanh mấy mình đi ra các bạn. Mấy con dịch này nó dạng lắm, nó không có sợ người. Nó đi heo luôn. Dạng dữ ta.
Dứa hả? Ừ, cái dứa này về trị bệnh luôn đó, uống mát lắm đó chú bộ. Bệnh đi tiểu ra nước nè. Cái này mấy cái này uống vô mát lắm. Ơi. Đụng con rắn không? Làm sao làm sao? Lầm để lên cái cây nè. Nhỏ nhỏ á. Thấy không? Thấy chưa? Bự hay nhỏ? Bự hay nhỏ? Mày hả? Sao nó nằm tức trắng trên cọ ở lúc nhỏ hả? Nhỏ hả? Đừng có chích anh nha. Chà. Tá không sang? Hả? Nó à, cái trào. Sang dở này lên coi gì sang. À, tự tưởng con ốc bự nha. Đi hào. Nghe nó dễ dãi trong đó đó, coi chừng có con cá chơi hay gì trong đó. Nghe cái dứa hay không Toàn? Chui vô luôn hả? Coi chừng có rắn nào bự bự không? Ốc hả? Đó. Ốc bu vàng. Ốc bu vàng. Đi làm trước mà mấy chú mấy chú mấy chú vịt con cứ đi heo riết. Ta đặt công rừng xét, con này đặt công rừng dứa. Rừng xét, rừng dứa là đi rách đồ hết. Ở đây như có ai bẻ dứa luôn nè, bẻ trái dứa nè. Cò đỏ kêu hả? Trời ơi, trái bự. Này, đây dứa nha các bạn, dứa suối nha các bạn. Cò đỏ nó kêu nha các bạn, mà trong dứa sâu quá không có quay được nha. Không có bắt được. Tôm hả? Tôm bún hả? Ừ, tôm. Nhảy qua đây nè, nè, bên đây chà bá này. Tôm. Cái này tao. Rồi thôi đó, để lộn quay như tôm này. Nó nghe chỗ. Ờ nghe giữa, ờ canh nó nghe nó khoảng giữa đi. Dứa quá trời dứa. Nè coi nhảy đâu nha. Rồi dính lên chết kìa. Kéo lại miếng đi tao. Ờ chích nghe đó. Ổ luôn. Có cái đào nữa hả gì mà tép trời bá lên trên nữa kìa. Qua đây sao mọ mày làm tép chứ. Tôm tép nó còn bún luôn. Lẹ đây nó ủa thấy con cái đào như dính ngay đó mà. Dính chữ ngay đó rồi. Dứa không sao mà. Đó, rồi nó chạy vô rồi đó. Ô, nó chạy vô chính nằm ngay đó luôn rồi đó. Nè. Cá bự chà bá luôn rồi. Tại gì? Phi chằm dòm đây nè, ngay này nè. Cái ngang bước cho tôi vô thôi. Đó con nó kìa tôi. Nổi ngay, dính ngay cái gốc kìa. Dính ngay cho lá dứa kìa. Để nhóc dưới lá dứa nè. Nó dính con đó. Ừ, nó ra trên này. Rồi. Móc đi kiếm cái bao tay mũ á. Từ từ. Giờ tập trung đây rồi đó. Đâu, có không xem, được chưa? Đâu. Bự không? Hạp hạp.
cũng nhỏ chứ không bự các bạn. Cá rượu vậy là rất là vip rồi. Vip rồi đó. Con tôm tích. Tôm thân thái. Cái gì tép giống tép lóc hả? Tôm sắc. Ăn nha. À. Nè. Ngon lắm. Rồi ăn tao giỏi luôn nha các bạn. Ngon lắm nha. Rồi. Bữa nay đi heo trải nghiệm rà cá, đi vô khu nguyên một khu đường dứa. Ngon, người ta sống nãy ngon. Nãy chưa vũ vũ, nó biết là ngọt rồi nhưng mà em phải vũ nghe đó. Bị cái chốt lụm gì ơi. Gì vậy? Máu hả? Đổ máu rồi các bạn ơi. Trong đây giờ vắng như nước sâu mà không có cá hả? Đây cây bình bát nha các bạn. Bình bát mùa này nắng quá chắc hay không, chưa không có trái, chưa có trái. Cái chốt hả? Chẳng. Cái này mà chừng những 30 con là kho tiết, kho quẹt là thôi. Còn nhiệt bằng. Không có bự. Đây còn có vịt bự quá.